ông Putin hé lộ dự định tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ông sẽ tiêm ngừa COVID-19 vào hôm nay, ngày 23 tháng 3. Thông tin trên được nhà lãnh đạo Nga đưa ra khi đang bàn bạc với các nhà sản xuất vaccine, theo hãng thông tấn RT. Trong một cuộc họp trực tuyến với các nhà sản xuất vaccine Nga, ông Putin chỉ ra rằng tất nhiên, tiêm chủng là một lựa chọn tự nguyện của bất kỳ người nào. Nhân đây, tôi đang có ý định sẽ tiêm phòng vào ngày mai, Tổng thống Nga thông báo. RT dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới rằng, không giống như một số nhà lãnh đạo thế giới khác, Tổng thống Putin sẽ không biến việc tiêm phòng của mình thành một sự kiện công chúng. Phát ngôn viên Peskov cũng từ chối tiết lộ ông Putin sẽ tiêm loại vaccine nào, chỉ nói rằng đó sẽ là một trong ba vaccine do Nga sản xuất, vì chúng đều tốt và đáng tin cậy. Nga đã giới thiệu ba loại vaccine ngừa virus corona chủng mới, gồm Sputnik V, Epivac Corona và Covivac dựa trên các nền tảng công nghệ khác nhau, cho phép các bác sĩ tìm ra lựa chọn phù hợp nhất cho bệnh nhân. Sputnik V là vaccine COVID-19 được đăng ký đầu tiên trên thế giới vào tháng 8 năm 2020, được ca ngợi là đạt hiệu quả ngừa COVID-19 trên 91% và đã được phê chuẩn sử dụng ở hơn 50 quốc gia. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo.